7 là chủ nhật hàng tuần rồi, có chỉ cho 19 giờ thứ 6 hàng tuần. Rồi. Ê, dừng bữa đỡ đây ha. Rồi, vừa gửi xe xong ha, bây giờ đi bộ. Đi bộ vô khu hội chợ không có gì không? 11 giờ. Thank you.
anh để đây, tay này ngay đây. Sao tôi biết chưa? Khuyến mãi 1.000 vé du lịch tấp thịt tour, tôi tặng thêm 1.000 vé xem ca nhạc tại sân khấu Cộng Đồng. Cơ hội trong và ngoài nước nhận ngay 1% cao cấp doanh nghiệp du lịch nước ngoài và có ngay 100% cơ hội nhận quà với chương trình vòng quay may mắn. Còn nhiều hơn nữa những hoạt động vui chơi giải trí cực thú vị như đua nhào đất, ném hồng cổ chai, làm bóng tình yêu và chân hát dù thôn sống động. Đang chờ các bạn phải dành hàng rất nhiều nữa. Với công công ty nữa, đây có đấy ạ, nè, mà Ninh Chữ Tử Bình đi cả Bình Ta luôn. Cái này là mình đi Ninh Chữ Bình Ta, mình gặp bà Ninh Chữ Bình Ta. Đúng rồi, bạn em. Rồi, tập viên tu ha. Mình lấy thông tin tập tin du lịch đi rồi mới mốt mình nghiên cứu. Chào hè 6 ngày từ 7.990.000. Bên đây là Sài Gòn Tourist nè. Malaysia, Kuala Lumpur, Đài Loan. Otaru, Kurano, Tokyo, một phú sĩ, Chiba, mùa hoa lavender, 8 ngày, từ 39.990.000, Kuyandit, Paradise, Angle, Resort, và 5 ngày, từ 24.990.000, Kuyandong, Dubai, Abu Dhabi, 5 ngày, từ 18.990.000, Trung Quốc, Australia, Sydney, Travis Bay, Camara, Florida Festival, 5 ngày, từ 6-7 ngày từ tàu Phú Quốc mới nè, áp dụng từ ngày 15/3/2018, rạch giá Phú Quốc nè, có 3 chuyến 7:20 khởi hành, 9:35 đến nơi, giá thường là 340, giá VIP là 540 ha, tính ra vậy là nó đi 2 tiếng 15 phút. Rồi 2 tiếng 15 phút, 11 giờ nó có thêm chuyến nữa ha, 13:30 có thêm chuyến nữa. Một rạch giá Quốc này một ngày có 3 chuyến. Giá trên đã bao gồm VAT trẻ em 6-12 tuổi và người cao tuổi 60, áp dụng giảm 20% giá niêm yết, giảm 20% thôi à. Phú Quốc đi rạch giá nè cũng có nè, cũng 340 luôn. Hà Tiên đi Phú Quốc, Phú Quốc đi rạch giá từ 7:30 tới 9:45 tới, vậy nó đi cũng 2 tiếng 15 phút luôn ha. Giá vé cũng 340 và 540. 10:30 có thêm chuyến nữa, 14:15 phút có thêm chuyến nữa.
rồi Hà Tiên đi Phú Quốc nè, 6:30 đi thì 7:45 đến, 250 một vé thường và 350 một vé VIP, vậy thì nó đi có 1:15 thôi, 10:30 thêm một chuyến nữa và 14:30 thêm một chuyến nữa. Rồi Phú Quốc về Hà Tiên, Phú Quốc đi Hà Tiên 8:30 khởi hành thì 9:45 đến nơi, 250 một vé luôn, 12:30 thêm chuyến nữa, 14:30 thêm chuyến nữa. Rạch Giá đi Nam Du 6:45 có một chuyến, 250, từ Nam Du về Rạch Giá 9:30 thì 11:15 đến, 250 vé luôn, 1 tiếng 45 phút á. Đó là lịch trình của tàu Phú Quốc Express. Đây nè nè, con tàu của Phú Quốc Express đây đó ha. Ồ đẹp quá ha, màu đỏ viền trắng, thiết kế chuẩn châu Âu, máy Rolls Royce của Đức nhập khẩu chính hãng, vỏ hộp kim nhôm nhập khẩu từ Ý, tốc độ tối ưu 30 hải lý một giờ, vận hành an toàn trong thời tiết khắc nghiệt bão số 7, tiện nghi bậc nhất, không gian sang trọng rộng rãi, vách tàu được ốp da toàn phần, khoang VIP có ghế da rộng, độ ngã 130 độ, màn hình giải trí riêng biệt với nội dung phong phú theo chuẩn quốc tế, sàn cách âm chống ồn, hệ thống âm thanh với tai nghe không dây tạo không gian yên tĩnh cho khách hàng, vận hành êm ái, giảm thiểu nguy cơ say sóng. Tàu 2 thân với hệ số an toàn chuẩn châu Âu, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn cho từng hành khách, camera giám sát toàn bộ hành trình và đảm bảo an ninh toàn tàu, dự báo thời tiết và ấn định lịch vận hành trước 30 ngày nhờ tham gia hệ thống dự báo khí tượng thủy văn quốc tế. Được không? Đây là tàu đây. Còn bên đây là cái gì đây? Tiệc cưới sang trọng. Cái giá này là sẽ tốt hơn giá là tụi em bán công ty. Cái này tổng hợp. Thì đối với cái tour này này là mình sẽ giảm tới 1.000 đồng mà mình sẽ được hoàn tiền 100% nếu như mình không đi xa. Có nghĩa là mình đăng ký bây giờ thì mình sẽ được cái giá này. Dạ đúng rồi. Bộ mình chỉ lấy cái đây. Nó có từ chương trình có 4 chương trình chi tiết cụ thể. Là từ cái chương trình từ chợ này sẽ diễn ra tới chủ nhật. Nên từ đây đến chủ nhật nếu như mình đăng ký thì có giá tốt này. Ở Brunei không? Biết thôi ha, chứ không có đi Brunei đâu mà tìm hiểu làm chi. Thôi thôi, cứ lấy đi. Cứ lấy đi. Em gửi chị không? Đây, có rồi, có. Lấy cái này. Cái này là Brunei, Brunei tụi em đang có 2 tour. Thôi, các bạn đi Dubai. Brunei, Dubai. Dubai luôn đi nè, Abu Dhabi. Đây là chào chị, em chị ơi, đây em khách sạn Victory, em có chi nhánh ở Vũng Tàu nữa thì cho em gửi chị cái thực đơn của nhà hàng ở Vũng Tàu. Giới thiệu. Dạ, vâng, tất cả là mình có cái bảng giá và thực đơn đây, trên Sài Gòn và Vũng Tàu đây em gửi chị hết, chị tham khảo ha. Đây là cái số điện thoại trực tiếp của em, thì có nếu chị có gia đình hay cái gì xuống Vũng Tàu nghỉ thì có cái số điện thoại của em đây. Thì vâng. Cảm ơn. Đây, cảm ơn. Chị ơi. Victory. Khách sạn Victory. Chơi đẹp đó sao? Du lịch Củ Chi nè, hai những chiến sĩ du kích nè. Này chắc là mô hình thu nhỏ của địa đạo ha, đào hầm ở dưới quá chừng rồi, chơi là máy bay. Khách bắt đầu vào khu địa đạo, xem phim tư liệu.
thở hông hơi nắp hầm, thưởng thức khoai mì, cầu tàu nhà chờ bến gỗ, có đường tàu nữa hả, đi bằng tàu nè, đền tưởng niệm hiệp sĩ Bến Dược. Rồi, em xin mời chị 2, 3, món quà đầu tiên. Món quà đầu tiên, chúng tôi ghi nhận vị khách của chúng ta đang có một chuyến đi Trung Quốc các anh chị ha. Món quà đầu tiên sẽ là tặng tặng một chiếc gối từ cổ. Đó, rất gần rồi mình nhắm vô mấy ô vàng vàng mình quay các anh chị ha. Món quà thứ hai. Du lịch về. Thứ hai. Wow. Mình được quay lại vòng quay thứ hai này mọi người nhé. Chúng ta có 5 món quà các anh chị ạ. Đây là vòng quay thứ hai của vị khách của chúng ta đang có một chuyến đi Trung Quốc. Trung Quốc rất đẹp, cảnh rất đẹp, phải cần thêm một bộ kit với chiếc gậy selfie này. Bộ thứ hai là bộ kit du lịch từ Du Lịch Việt ạ. Món quà thứ ba. Rồi, rất hồi hộp món quà thứ ba của chúng ta. Dạ, mình được quay lại chị ạ. Món quà thứ ba dành tặng cho vị khách của chúng ta, không biết là món quà gì đây. Hai một gối thừa cổ nữa. Hai vòng dành cho chị. Rồi, may mắn là quay năng lượng lên nào. Đổi hướng luôn. Nãy giờ toàn quà nhỏ thôi, giờ mình lấy quà thiệt bự luôn à, anh chị ha. Rồi, vòng quà thứ tư của chúng ta sẽ được dừng lại tại mình được quay lại. Hôm nay gia đình mình có nguyên một bộ sưu tập gối cổ của Du Lịch Việt luôn anh chị ha. Quà thứ tư, gối cổ từ Du Lịch Việt. Rồi, vòng quay cuối cùng em hy vọng là to hơn cái gối cổ luôn các anh chị ha. Rồi, đi qua gối tựa cổ rồi. Rồi, một combo voucher cho giảm giá 3 triệu 3 luôn. Dạ, cái này áp dụng, mình có cái phiếu áp dụng dành cho tại Du Lịch Việt trong vé tour trong và ngoài nước cho những tour tiếp theo của anh chị. Mình được sử dụng. Có thể dùng tour tiếp theo luôn anh chị ha. Và mình được nhận cái phiếu này mình đi mua hàng. Mua những cái chiếc vali kéo được giảm giá rất nhiều nữa. Dạ. Dạ, Facebook Hotspot vậy ha. Rồi cái này mình được giảm rất nhiều, tổng cộng của mình là 3.300.000 đồng. Rồi cảm ơn gia đình của mình rất nhiều anh chị ha. Rồi số tiếp theo anh chị 46. Dạ mình chạy bên đây giúp em. 47 luôn. Rồi em mời anh chị. À quay giùm được luôn anh chị ha. 3 tấm phiếu. Rồi bây giờ xin mời lượt quay đầu tiên dành cho anh ạ. Mua tour xong mới được ha.